Nhầm sẽ đi lên đi xuống nhóc mượt mà nè, lên nè, xuống nè, xuống nè. Ok rồi, bây giờ thì mình đã xong được một cái được gọi là thang máy siêu đẳng. Ấy, chỗ này mình đặt hay sai để đặt cái mình đó. Ok, ok, mình sẽ đây như thế này, mình sẽ lót như thế này đấy cho nó đẹp đấy như thế này các bạn. Ok, ok. Hôm nay mình sẽ quay mini world. Mình sẽ lao tới rồi đó là cái thang máy. Cái thang máy này mình rất là thích nó luôn. Rất là thật. Ui má mình đầy quá. Để mình tiếp ok. Rồi giờ mình sẽ tạo một cái map mới rồi. Trước tiên các bạn lấy cho mình trước tiên là các bạn lấy cho mình cái đúng rồi, cái khối gỗ, miếng gỗ bạch dương này nè. Sau đó các bạn lấy cho mình vô, mình các bạn vô phần công cụ này, các bạn lấy cho mình cái miếng rồi khối đá điện, với lại sau đó bạn lấy cho mình tay robot, thêm cái viên cộng khối trừ và viên trừ nha các bạn. Lấy cho mình ba cái khối đó rồi ok. Sau đó các bạn lấy cho mình đường dây điện xanh nữa. Rồi bây giờ bước đầu tiên, để các bạn muốn làm một cái thang máy cực kỳ đẹp thì các bạn chỉ cần làm cho mình như thế này. Ok, các bạn đập cho mình bộ môn nha. Giờ sau đó thì các bạn đào xuống, các bạn đếm là 1 2 3 4 5. Rồi okay, khi đủ 5 ô thì các bạn đặt cho mình một viên cộng nhé. Sau đó các bạn đặt những mấy miếng gỗ bạch dương lên 1 2 3. Rồi tới cái ô thứ ba các bạn đặt cho mình thêm một viên trừ. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ đặt một cái, các bạn thấy không, cái này là cái khối trượt đây. Mình sẽ đặt cái khối trượt nhẹ nhẹ nha. Ok. À. Rồi sau đó tới khúc này mình lắp gỗ lại. Rồi ok. Vậy mình sẽ đào qua bên đây nha các bạn. À, các bạn đây, từ đây là 1, 2, 3, 4 nè. Đó, 4 ô. Các bạn đào cho mình qua 1 ô nè. Rồi các bạn đào qua 2 ô đây. Đấy, như này. Rồi sau đó các bạn đào thêm một cái nữa bên đây. Rồi đập cho một cái nữa bên đây. Các bạn đặt cái cánh tay robot cho mình như thế này. Rồi, ok. Sau khi các bạn đặt cái cánh tay robot xong thì các bạn đặt cho mình cái khối đá điện ở đây. Rồi các bạn đặt cho mình cái đá này ở đây như thế này. Rồi các bạn canh cho mình, các bạn đi ra ngoài đây như thế này nhá. Rồi các bạn đặt cái viên đá lên như cái hình mà, như cái hình chữ cờ này. Mình sẽ cho em đây, như cái hình chữ cờ nha. Ok, bạn đặt lên cho mình như vậy. Sau đó là mình sẽ nối một cái dây, một cái dây nha, từ đây lên đấy. Các bạn nối cho mình 3 ô. Sau đó thì mình sẽ lấy một cái được gọi là cái nút bấm, cái đâu rồi, đây cái nút tiếp xúc này nè. Rồi các bạn lấy cho mình nút tiếp xúc này nha, đấy, như thế này. Bạn lắp cho mình nút tiếp xúc bên đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ test coi cái thang máy nó có đi lên không nhé. Ok rồi, ok, cái thang máy đã lên rồi các bạn. À, đã thành công rồi đấy. Bây giờ tiếp theo thì các bạn làm cho mình tiếp tục. Rồi ok, các bạn xây cho mình tiếp tục như cái ở dưới nè. Các bạn đếm nha, 1 2 3. Đó, các bạn xây lên tầm 2 ô thôi. Cái bởi cái ô dưới là cái ô thứ 3. Mình đếm lộn rồi. Ok, đây, như thế này. Đó, các bạn xây như thế này nha. Rồi các bạn làm tiếp theo cho mình đó là các bạn đặt một cái tay robot ở đây. Bài đèn đặt vô đó như thế này. Rồi bạn đặt thêm một cái tay robot ở đây cho cái ở trên với lại cái ở dưới nó đối xứng nhau nhá. Ok, như thế này nè. Đấy, sau đây các bạn đặt thêm một cái khối đá điện ở đây đấy như thế này. Rồi các bạn đặt thêm một khối đá vào đây, bạn canh cho mình 1 2. Rồi lên theo đặt ngang qua đó là các bạn đã thành công. Giờ thêm một tầng ấy, chết mình lỡ đặt cái nút bấm này nè. Nè.
lên. Ủa, xong lên ta. Ủa, chiếc cây à. Cái này có gì nó sai sai. Nên mình thấy kê cái khó đó để ở đây. Ở đây, và ở đây. Ở đây. Ở đây. Đây, đây, đây. À đúng rồi, từ. Quên một cái chi tiết rất là lớn là các bạn đặt cái khối trượt ở đây. Mình đặt cho mình nó lên như vậy nhá. Ok. Đấy. Xong rồi, quay đặt như vậy là xong. Đấy, hồi nãy mình quên cái khúc đó rồi, giờ mình sẽ cho nó lên nhá. Ok. Nó lên thành công rồi. Rồi các bạn cứ tiếp tục làm như vậy cho mình hoài luôn rồi. Mình làm thì nào mà nó lên lên tầm 3 lầu thôi. Hồi nãy từ rồi nó lên là 1 là 2 nè rồi. Còn thêm 1 lầu nữa lên cái lầu. Cái lầu này là lầu thứ 3. Lên xong lầu này là lầu cuối rồi. Giờ đặt hai cái nút bấm. Rồi các bạn làm tiếp tục như cho mình như cái ở dưới nha. Ok rồi các bạn đặt một cái tay robot đây. Rồi các bạn đi ra ngoài đây các bạn đặt thêm một cái này ở đây nữa. Đặt như vậy. Chết, đặt cái khóa đá điện ngọn rồi. Ok, đây, như thế này. Rồi các bạn đặt cho mình cái khóa trượt đặt như vậy. Ok. Ui, mình lỡ đập rồi. Đấy, đây như vậy được. Ok. Rồi bây giờ các bạn đặt cho mình cái khóa đá điện ở đây. Ok. Nhầm. Đấy, vậy đúng. Đúng không ta? Đây à. Ủa mình nhầm rồi, vậy nè. Đấy, bên này mới đúng nè. Đấy. Ui giời ơi, tôi nhầm. Ui, chị mà nó lên luôn à. Ui giời. Nè, chèm chó này, chèm người nè. Rồi, ok. Nó lên một phát. Ok, nó lên vậy là đúng rồi nha các bạn. Sau đó thì các bạn đặt cho mình cái lầu thứ 3. Cái thứ ba thì các bạn đặt như cái thứ hai và cái thứ nhất. Các bạn đặt cho mình như vậy nhé. Ok, bây giờ okay, đặt ra. Nhưng mà cái đầu này các bạn lưu ý là đặt cái nút bấm nha. Giống cái lọ vô đây. Đấy, các bạn nằm cái nút bấm nha. Đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm như thế này nữa. Mình các bạn làm giống hồi nãy nữa. Ôi chết, khúc này sai sai rồi. Khúc này hơi sai rồi. Đặt cái dây điện xanh nữa, quên nữa. Mình quên cái dây điện xanh coi. Ok. Vậy là các bạn đặt cho mình thêm cái cánh telobot ở đây nhá. Bây giờ cho một cái viên đá ở đây. Sau đó là ok. Hoàn thành. Úi. Ấy. Quên nữa. Bây giờ nãy giờ mình đặt cái tay lên chứ mình chưa đặt cái tay đi xuống. Ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt cái đi xuống nha. Cái đi xuống các bạn phải cần lấy cái dây này nè, cái dây đường điện đỏ này nè, các bạn thấy không? Cái dây này nè, các bạn canh cho mình ít. Trước tiên là bạn đặt cái dây điện xanh này từ ở đây đặt lên, mình đặt cho nó lên trên đây rồi. Ok, nó lên trên đó xong rồi bạn đặt cái dây điện đỏ lên nha. Vậy đi, 1, 2 rồi qua đây đấy. Cái thang lên cho mình cái thang máy ở trên đây như thế này. Úi, hơi nhầm rồi. Đây, thở ra phá ra đi. Đấy. Như vậy sau đó các bạn đặt tiếp cho mình giữ vào cái này. Các bạn đặt kiểu như là nó luân phiên vậy nè. Như thế này thì nó sẽ lên được. Bạn cho mình lên một phát nó lên cái tận lên cùng đây luôn. Bây giờ mình cho nó xuống nè. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó xuống nhé. Ok. Ý giờ lộn rồi. Ok. Đó, bây giờ mình đã hoàn thành một cái thang máy. Tại đây là cái thang máy. Bây giờ các bạn trang trí nó luôn nhé. Các bạn trang trí với mình là tầm 1, 2 rồi 3 đi. Ok. 1, 2, 3 rồi. Mình đặt cho mình 3 block. Ý. Đặt 4 block rồi. Ok, như thế này. Thử ở trong ra ngoài rồi. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
các bạn đặt đặt lên như vậy cho mình nhé. Ok, đặt lên như vậy thì cứ các bạn cứ đặt đi, đặt nhiều càng nhiều càng tốt. Đặt kiểu như này, nó lên trên nóc này luôn nha. Mình phá đây cho nó đẹp. Rồi ok. Giờ các bạn đặt bên đây luôn nha, 1 2 3 4 rồi các bạn cứ đặt đặt vậy thôi. Đặt rồi. Đấy đặt đặt. Ôi giời ơi, cái máy này mình tốn rất là nhiều công sức để xây nó, trời. Mình phải nghiên cứu rất là nhiều thứ. Các bạn không biết xây thì có thể lên kênh của mình để xem cách xây. Máy này xây rất là được, di chuyển rất là mượt luôn. Ok, mình sẽ xây cho nó lên như này. Ok, cho nó rồi. Ủa trời tối, trời tối, trời tối. Ủa trời tối, trời tối. Phải đi ngủ ấy cho các bạn xem chứ trời tối tối quá không thấy. Các bạn không thấy. Bây giờ thì ta đã xong được cái thang máy. Nhưng mà các bạn nhìn vậy nó xấu quá đúng không? Nhưng mình sẽ đặt thêm nha, còn mấy khung nữa đây. Mình sẽ cho thang máy lên nhá. Các bạn canh từ cái block rổ đây nè, các bạn đặt ra một cái đá nha này. Đặt ngang qua. Đặt ấy 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 nhầm. Rồi. Ấy như thế này á. Rồi các bạn cho nó lên tiếp. Nó cứ lên rồi sau đó các bạn canh lock và bạn đặt xuống hai ô. Đặt từ cái block gỗ xuống hai ô rồi. Lên lần nữa rồi. Đây là lần cuối rồi. Ấy, xong. Nhưng mà nhìn này bây giờ nếu mà nó bạn đi xuống này. Các bạn như thế này. Thấy các bạn đi xuống bình thường. Đi xuống rất là bình thường rồi. Bây giờ công đoạn cuối cùng là các bạn trang trí cho nó nhé. Trang trí cho nó thì các bạn lấy cho mình cái cửa gỗ nhé. Và sau đó lấy thêm một cái phiến gỗ bạch dương nữa đây. Bật thêm gỗ bạch dương chứ. Rồi đây. Các bạn canh cho mình đặt cái cánh cửa này từ từ nha. Đặt cái cánh cửa đây như thế này. Đặt cái cánh cửa cho nó lên. Đặt cái phiến gỗ bạch dương này như thế này. Ok. Đấy, vậy thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đây, ok. Nhà mình sẽ đi lên đây xuống nhá. Mượt mà nè. Lên nè. Xuống nè. Xuống nè. Ok. Rồi. Bây giờ thì mình đã xong được một cái được gọi là thang máy siêu đẳng. Ấy, chỗ này mình đặt hơi sai. Để đặt cái mình một đó. Ok. Ok, mình sẽ đây như thế này. Mình sẽ lót như thế này. Đấy, cho nó đẹp. Đấy, như thế này các bạn. Ok. Mình phát cái giường này. Ok. Và video làm thang máy của mình tới đây cũng đã dài rồi. Các bạn nhớ bấm like, share, đăng ký để mình có thêm nhiều động lực để làm nhiều cái video, xây nhiều cái công trình siêu to khổng lồ như cái thang máy này nhé. Ok. Và tạm biệt các bạn. Bye bye.